Em chào tất cả anh chị mình đến với video của em ngày hôm nay cả nhà. Thì trước mặt em đây là năm loại dendro màu mà em sắp chia sẻ cả nhà mình ha. Thì trong đây có là hồng sọc, xanh cốm, rồi su nha, rồi vàng chanh nữa anh chị, rồi Doraemon, cái này là vàng chanh nè. Đó, thì những cái sản phẩm này thì hôm nay là anh chị nào mà mua combo 5 thì giá rất là rẻ luôn cả nhà. Giá rất là rẻ luôn. Em chia sẻ cái nhà mình là cái giá sập sàn luôn. Giờ hàng là hàng nở nha cả nhà, hàng là hoa nở, chỉ có riêng hàng sô nha là bông nó búp thôi, còn cái thằng Doraemon hay là hồng sọc gì á thì nó nở, thì giữ giống về chơi anh chị ha, thì giống như hàng khuyến mãi. Thì combo 5 chậu 250k, anh chị mình mua về ghép vô một chậu luôn thì chỉ có 250.000 thôi, là mình ghép được một chậu 5 màu. Thì cái hàng này chắc là chơi Tết thì không kịp mà không được anh chị ha. Thì lưu ý ha, có một số cây thì chơi Tết được như su nha hay là những cây xanh cốm thì được, còn những cái cây như Doraemon thì nó nở rồi, hồng sọc thì nở rồi. Cả nhà ha, lưu ý ha. Thì để em chia sẻ thì cái combo này thì em không có lựa hàng nụ mà em ship luôn hàng nở luôn nha. Giống như hàng là hàng khuyến mãi anh chị. Cái sản phẩm này thì chia sẻ cả nhà mình combo là 250k cho một combo 5 chậu. Hàng này là cây rất là khỏe nha anh chị ơi. Nè, ví dụ như cây xanh vàng chanh ha, cái đọt nó vẫn lên, cái mầm nó lên rất là cao. Khi mà mình chơi xong cái bông này giống như là bông bối á. Nếu mà thông thường không phải là dịp Tết rồi thì tụi em bẻ bông hết rồi. Tại vì cái bông này nó không có đạt. Mình để ra bông lần sau thì nó ngon hơn ha. Bông nó dài dồi hơn. Thì chia sẻ cái nhà mình để anh chị em mình, đây là những năm cái màu mẫu ha, năm màu mẫu em đang quay lên cho anh chị em tham khảo. Rồi, cái nhà đặt hàng thì cứ liên hệ qua số điện thoại của em nha cả nhà. Combo 5 chậu ha. Hiện tại thì Doraemon, xanh cốm, rồi Sunya là bông rất đẹp nha cả nhà. Sunya là một cái dòng bông cắt cành rất là đẹp. Đó, cho nên rồi hồng sọc, vàng chanh. Rồi, video sáng nay em sẽ lên cho anh chị em mình combo 5 5 loại màu giá sập sàn. Rồi, cảm ơn cả nhà đến video của em ngày hôm nay anh chị ha. Cả nhà mình đặt hàng thì cứ liên hệ qua số điện thoại của em nha cả nhà. Chúc cả nhà mình một ngày thật vui vẻ ha.